Tình hình là một tuần rồi tôi chưa đi siêu thị nên là ở trong nhà tôi không còn thứ gì ăn được cả. Ngay cả đến cái cổng mèo hoàng thượng nó cũng bỏ tôi mà theo người chủ khác. Mặc dù tôi đã để dành phần thức ăn cuối cùng cho nó nhưng mà nó cũng không thèm, nó vẫn bỏ tôi mà đi. Đó quả là một câu chuyện rất là buồn. Một con mèo phản bội chủ. Từ bây giờ tôi sẽ thề là tôi sẽ không bao giờ lui mèo ở trong cái ngôi nhà này nữa. Gặp cái con mèo ở ngoài đường là tôi sẽ sút cho nó vỡ mồm luôn. Thôi thì bây giờ tôi sẽ đi vào trong phòng chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất để đi siêu thị. Đi siêu thị phải thật là ngầu, bởi vì là thời đại 4.0 rồi. Đang đi siêu thị người ta còn quay TikTok, đăng lên TikTok lời tiếng lúc nào lại không hay. Hey, hôm nay là tôi sẽ mặc bộ quần áo gì đây? Tôi là tôi chỉ có quần áo màu trắng với cả màu đen với cả màu hồng thôi. Giày thì đi giày màu gì nhỉ? Toàn giày tối màu như thế này. Chọn đi, chọn lại, chọn lên, chọn xuống. Thì chốt lại là tôi vẫn sẽ mặc cái bộ quần áo truyền thống của tôi và cái quả mũ truyền thống của tôi. Tôi mặc một chiếc áo màu xanh da trời và đội một chiếc mũ cũng màu xanh da trời. Quần mặc màu đen và đi đôi giày màu đỏ. Giày màu đỏ, hy vọng là ngày hôm nay đi ra ngoài cái thành phố bất ổn này thì tôi không gặp mấy cái chuyện xui xẻo. Ok, bây giờ là let's go thôi. Xe nhà tôi đâu rồi nhở? Thôi xong rồi. Có lẽ là ngày hôm qua mình ngủ say quá thì có tên trộm vào ăn trộm mất cái quả xe của mình không ta? Thôi thôi thôi, các bạn ơi, các bạn chờ tôi một tí. Bây giờ tôi phải đến đồn cảnh sát để báo cảnh sát có tên trộm đột nhập vào nhà của tôi. Mà cũng không được, mấy cái ông cảnh sát ở trong cái thành phố này cũng chả được cái việc gì cả. Chỉ giỏi là đợi lúc nào tôi mắc tội thì mấy ông đây lại đi bắt tôi thôi, chứ không là giúp tôi đâu. Thôi, thành phố này nhiều xe, tôi sẽ đi mua cái quả xe khác. Tôi có nhiều tiền như thế này này, đi báo mấy cái tên cảnh sát làm cái gì. Tôi là tôi sẽ chạy bộ để cho nâng cao sức khỏe. Khoan đã, hôm nay chương trình TV là có cái gì hay không nhở? Hình như là TV ngày hôm nay có chương trình phim phò gì rất là hay luôn. Bật lên xem thử nào. Wow, thì ra là bộ phim Quái vật bồn cầu Skibidi chiến đấu với Titan TV Man. Nhưng mà cái tập ngày hôm nay là không phải là quái vật bồn cầu chiến đấu đâu, mà là cái anh Titan Speaker Man chiến đấu với anh Titan TV Man. Hình như là anh Speaker Man đã bị một cái con ký sinh trùng cắn vào người. Thế là anh đấy đã ở bên phe của bọn bồn cầu kia. Và bây giờ anh Speaker Man sẽ chiến đấu với anh TV Man. Không biết là bên nào sẽ chiến thắng đây. Một cuộc chiến cực kỳ là gay gấn luôn. Wow, ngầu quá. Anh đã bay qua bay lại rồi bắn này, đấm rồi này bắn này. Được rồi, bây giờ anh TV Man đã xuất hiện. Đây. Bắn này. Wow. Quá là kinh luôn. Anh TV Man bay lên. Wow. Và sử dụng cái bàn tay gai ở đằng sau lưng chọc một phát, tên là anh Speaker Man bỏ chạy rồi. Đúng là không thể chiến đấu được anh TV Man. Anh TV Man cỡ là khỏe luôn. Anh đấy còn có hai bàn tay hỗ trợ ở đằng sau lưng nữa. Thế này anh Speaker Man chạy là phải. Thôi xong rồi mấy bạn ơi, tôi mới xem được một tập đánh nhau thôi mà trời nó tối mất tiêu này rồi. Đấy, chưa có kịp đi siêu thị. Thế này là đêm ngày hôm nay tôi mới cả các bạn lại nhịn đói rồi. Ok, trời đã sáng rồi. Ngày hôm nay tôi phải nhất định đi siêu thị mua được đồ ăn mới được, chứ không là nhịn đói ngày hôm qua là đói quá. Xe của hàng xóm nên mượn tạm xe của hàng xóm ấy. Chứ mình chạy bộ bây giờ cơm không có trong bụng thì chạy bộ chắc là mình ngất ở ngoài đường mất. Let's go, đi thôi nào. Gen. Wait. Ha. Fine. Sao mới có sáng sớm người ra? Đã có một cái vụ tai nạn ở đây rồi. Cái vụ tai nạn này nghe có vẻ là hơi bị lạ nha. Cái đại ca này đi xe kiểu gì mà xe bánh sậu đâm lên đá. Chẳng là đi đi xuống lòng đất để tìm Diêm Vương rồi. Không, nhìn từ xa như thế này nghe có vẻ như là một công trình. Ủa, khoan đã. What? Cái chuyện gì nó xảy ra ở đây thế này các bạn ơi? What? Mấy cái tên đút đút ở trong cái thành phố bất ổn này, bây giờ bọn nó rất to cao. Uầy, cái tên này nó bị ngáo ngờ, tự nhiên đâm vào ô tô, xong bắt đầu lăn đùng ra đây. Uầy, nhưng mà rơi xuống vẫn chỉ được một cái cục tiền bé bé nhảy thôi. Thôi, mình xin cái cục tiền này nha. Khoan đã, mình phải kiểm tra lại xem có phải tôi đói quá nên là cái thân hình của tôi nó càng ngày nó càng bé, hay là mấy cái tên đút đút ở trong cái thành phố bất ổn này càng ngày nó càng khổng lồ không ta? Rồi, rõ ràng là cái ô tô đỗ ở kia nó không di chuyển, mà ba cái tên đút này đâm vào ô tô của người ta xong bắt đầu lăn ra để ăn vặt. Sắp sửa đến cái tên này, đừng có nhìn tôi. Ui, đã bảo rồi đừng có nhìn vào camera của tôi làm cái gì. Đến được cái tên màu trắng này khôn hơn này. Trời ơi, đúng thật rồi, các bạn nhìn hộ tôi với.
tôi là tôi nhỏ hơn mấy cái tên này thật rồi. Thôi thôi thôi, bây giờ thằng phải nhanh chóng tới siêu thị, không là tí nữa đói là mình này bé là thằng này bé hơn. Xong bắt đầu là mấy cái tên đấy nó bắt lạt mình thì mình không làm gì nó được toi luôn đấy. Thôi bạn ơi cho mình xin cái ô tô này bạn ơi. Được rồi, đến siêu thị rồi các bạn ơi. Ok, đã tới siêu thị đút mát rồi. Fine, xuống xe. Mình sẽ mua tất cả các đồ ăn ở trong này mang về nhà, bởi vì mình có rất là nhiều tiền. À đây, bác bán hàng đây rồi. Mà các bạn nhìn mờ sen này, hơi là bị lạ đấy nhá. Sao mà mấy cái tên đút ở ngoài phố kia nó rất là to khổng lồ, mà cái bác bán hàng này thì nhìn cơ thể vẫn là bình thường, không có cái gì mà nhìn khác bượt cả. Chỉ có cái quán đầu của bác đấy là hơi bị trẻ trâu mà thôi. Thế này thì các bạn suy luận hộ thắng cái là thắng bé đi, hay là mấy cái tên ở ngoài thành phố kia nó to lên, đau đầu quá đi mất thôi. Bác bán hàng này thì cơ thể của bác đấy vẫn bằng giống y như là mình. Chốt lại như vậy thì chỉ có là mấy cái tên ở ngoài kia nó ăn cái gì xong là bây giờ nó trở thành người khổng lồ rồi. À bác chủ ơi, bác có cái đồ ăn gì mà ăn vào có thể trở thành người khổng lồ được không? Bác bán cho cháu đi. Cái cậu này bị điên à? Trên cái cuộc đời này làm gì có thức ăn gì mà ăn vào thì sẽ trở thành người khổng lồ? Chắc là ông ta có đồ ăn để biến thành người khổng lồ, nhưng mà ông ta không muốn bán giá thấp, cứ lên nói như không có như thế để ông ta sẽ bán được cái giá cao đi mà. Được rồi, mình có nhiều tiền, mình sẽ đấu giá để mua bằng được cái thức ăn khổng lồ đó. Ui, bác biến hình cái gì mà nhanh thế? Bác biến hình thì con quái vật định dọa cháu à? Thế bác bỏ cái mặt lạ ra đi. À, có phải là bác chuẩn bị bán cho cháu cái thức ăn trở thành người khổng lồ đúng không? Tôi đã bảo là ở cái cửa hàng của tôi là không có đồ ăn để biến thành người khổng lồ rồi, mà cậu không tin. Tôi biết là cậu sắp sửa phá cái cửa hàng này của tôi và đánh tôi, nên là tôi phải đeo cái mặt nạ này vào để phòng thân trước. Nếu cậu không tin tôi thì bây giờ cậu đi khắp cái cửa hàng của tôi tự tìm lấy xem là có cái đồ ăn nào mà ăn vào để cậu trở thành người khổng lồ không đi. Bác đánh đố cháu à? Cái cửa hàng của bác bán nhiều đồ thế này, bây giờ cháu cứ đi từ sáng đến tối cũng không thấy cái đồ ăn gì đâu. Thôi được rồi, nếu như bác đã không muốn bán đồ ăn cho cháu thì bây giờ cháu sẽ lấy hết sạch tiền của bác luôn. Lấy tiền này, cả bên này nữa, lấy hết tiền này. Chưa xong đâu, cháu lấy hết tiền của bác rồi, bây giờ cháu còn vào cháu phá cả bác luôn. Quánh bác này, quánh nè, bác chạy đâu, lộn vòng này, đố bác chạy được luôn đấy. Ui, bác chạy đi báo mà cảnh sát đi, chạy. Sao được các bạn ơi, các bạn nhớ làm chứng cho tôi nha. Tôi là tôi, chưa làm gì đâu, tôi mới quánh mấy cái con đít của ông đấy để dọa ông đấy thôi, mà ông đấy tự nhiên đâm vào cái quả xe lê hàng này, thế là ông ta ngất ra đây rồi. Ê, nhưng mà khoan á, ông ta có tiền kìa. Mặc dù là tôi có rất là nhiều tiền nhưng mà tôi vẫn thích nhặt tiền của người khác. Thôi, bác cứ làm ở đây đi, từ giờ đến tối là bác khách được hồi sinh trở lại. Cháu là cháu phải đi tìm xem là cái đồ ăn nào để biến thành người khổng lồ. Bên này là mấy cái bánh đút đút hình vuông. Rõ ràng bánh đút là hình tròn mà này, ông này làm thành hình vuông. Bên này là nước gì đây? Cái mũi khoan này là cái mũi khoan gì đấy? Chắc chắn không là để ăn rồi. Ui, có cả ống nhòm cơ. Bên này là nước uống này, trên này cũng là đồ ăn này, bánh hamburger này, sữa này, bên dưới là pizza này. Trong các loại đồ ăn ở đây thì thắng nghi ngờ uống sữa thì sẽ trở thành người khổng lồ. Ở bên này có một hộp sữa màu xanh, và bên này cũng có một hộp sữa màu xanh ngọc, lại còn có hai hộp sữa nữa. Có hai sự lựa chọn thế này, bây giờ tôi sẽ uống hộp sữa bên nào đây? Uống hộp bên tay trái hay là uống hộp bên tay phải đây ta? Các bạn bảo mình uống hộp sữa nào. Thôi được rồi, bây giờ là thắng sẽ uống cái hộp sữa Miu màu xanh ra trời trước, rồi uống hộp màu xanh ngọc sau. Hộp sữa màu xanh ra trời. Ui, thôi xong rồi, chết tôi rồi các bạn ơi. Tại sao bây giờ tôi còn bé hơn cả cái hộp sữa thế này? Đừng có bảo là tôi vừa uống được cái hộp sữa biến thành người tí hon đi nha. Trời ơi, camera đâu? Camera, ui. What? Bây giờ tôi bé tí hon quá, camera còn không thể soi thấy tôi nè. Ui, cứu tôi với các bạn ơi, vào đi cứu thằng với. Trời ơi, mình bé như thế này, uống cái hộp sữa này vào, bây giờ mình bé tí hon như con kiến. Chẳng nhẽ hộp bên cạnh sẽ là cái hộp khổng lồ, bây giờ tôi phải uống cái hộp sữa khổng lồ này mới được. Nhưng mà khoan đã, bây giờ tôi mà uống cái hộp sữa này tôi không to trở lại mà tôi lại bé như là cái hạt không khí thì có mà toi mạ tôi mất. Ngay cả đến cái camera còn không soi thì tôi phải bé thêm một tí nữa chắc là không cả cầm được cả cái điện thoại của tôi luôn. Nhưng mà bây giờ bên ảnh tí hon như này thì lại hay, giờ tôi bé như thế này rồi thì không ai có thể nhìn thấy tôi cả. Tôi sẽ đi trêu chọc, đi chôn tất cả những người ở trong cái thành phố này. Bên này là có một bác đang cầm điện thoại nè, còn bên này là có một
bác đang ngồi ở ghế đá nghe nhạc đúng không? Ui, mà bác này là cũng khổng lồ đấy nha. Mấy cái tên này là đã ăn cái gì ở trong cái cửa hàng của ông ta? Rồi biến anh khổng lồ như thế này rồi. Đang đeo một cái kính thực tế ảo, đang xem quầy, đang mua để mình quay xem ông ta có biết mình ở đây không. Quánh nè. Ui, chạy luôn, chạy như một tin đí luôn. Bước chân, không biết tôi ở cái chỗ cỏ này thì camera cũng không thấy tôi luôn, nên là tôi không cần dùng đến cái camera này nữa. Mà bây giờ tôi đi ăn trộm xe thì cũng không có ai nhìn thấy tôi đâu. À, có bác bán cái gì đây? Cái cúc cát là cái gì? Là kẹo sô-cô-la. Mà bây giờ tôi thấp như này thì tôi không thể mua hàng được cho các bác đấy rồi. Hello, bác ơi, bác có nhìn thấy cháu ở đâu không? Bác ơi, cháu mệt quá rồi, cháu nửa tiếng rồi, cháu mệt quá rồi. Bác ơi, bác đấy là không nhìn thấy tôi rồi, nên là tôi sẽ đi chỗ khác. Mà bây giờ tôi bé như này, tôi sẽ chạy rất là nhanh này các bạn ơi. Đây, các bạn nhìn tôi mà xem này, tôi chạy rất là nhanh, tốc độ như kiểu là tốc độ của một con kangaroo vậy. Mà khoan đã, bây giờ tôi bé như thế này rồi thì tôi có lái được xe ô tô không nhở? Kia, tôi nhìn thấy một bác đang cầm điện thoại, đang ấn. Bác này dùng điện thoại gì đây? Không có cái logo gì cả, nên là tôi không biết bác này dùng điện thoại gì. Nhưng mà tôi sẽ chôn bác đó, tôi sẽ oánh nè. Ui, chạy đi. Bác này vừa chạy vừa hỏi, không biết là cái thằng nhãi xinh nào nó oánh mình nhở. Đây, bên này là có rất là nhiều những cái tên khùng lô này. Và đây, oánh luôn. Khoan đã, giờ tôi bé như này rồi, tôi có cầm được súng không ta? Tôi không cầm được súng, nhưng mà tôi cầm được cả bom luôn nè. Giờ tôi mới để ý là tôi không cả thấy cái cánh tay của tôi ở đâu. Chả biết là tôi có lém lỗi cái quả bom này nữa không ta? Bom đâu vậy? À, đây rồi, tôi vẫn lém được quả bom và bùm luôn. Nhưng mà cái quả bom của tôi là cũng bé xíu lên à. Thiệt mạng, đúng một tên đút ở trong cái thành phố này. Gì mà đi ra ngoài cầm mỗi cục tiền như này thì bao giờ tôi nhặt Mỹ giàu được. Ở bên này là có hai tên này, tôi sẽ lém quả bom cho hai cái tên này bay sang Tây Ban Nha luôn. Bay sang Tây Ban Nha đi. Hay quá, bùm này, bùm. Ồ, trời ơi, bom của tôi bây giờ yếu quá nè. Trời ơi, ném không lồi hai cái tên khổng lồ này. Là sao vậy ta? Bay lên đi. Trời ơi, đúng là quả bom không có tác dụng rồi. Tôi sẽ lém sang cái quả ô tô này. Ui, chạy đi, chạy. Hay lắm. Phải kích hoạt vào cái quả ô tô thì sát thương nó mới lớn được. Khoan đã. Tôi bé tí hon như thế này, nhưng mà cái tên cảnh sát này vẫn nhìn thấy tôi này. Chạy thôi. Trời tối rồi. Uầy, cái tên cảnh sát kia vẫn bắt được tôi luôn các bạn ơi. Khoan đã, ở đây có ô tô này, tôi có lái được ô tô không? Uầy, tên cảnh sát này là cũng khổng lồ luôn đấy nha. Nhưng mà không sao, tôi tí hon. Tôi té hon nhưng mà vào trong ô tô là cái thân hình của tôi lại là cái thân hình bình thường rồi các bạn ơi. Nhìn này, find kit, họ. Thế là bây giờ tôi đã biết cách làm thế nào để nhìn thấy mặt của mình, chân của mình và tay của mình. Đó chính là vào trong xe ô tô. Nếu mà đi ra ngoài là tôi sẽ không nhìn thấy tôi ở đâu nữa. Đây, không nhìn thấy tôi ở đâu nữa, chỉ nhìn thấy một phần thân với cả một phần chân thôi, còn mắt mũi tôi bé quá nó không sai được. Thế là tôi đã bị hai cái chú cảnh sát này bắt rồi còn đâu nữa. Hai chú cảnh sát đứng to khổng lồ như này thì tôi chạy kiểu gì đây? Thôi bây giờ là tôi phải quay trở lại cái siêu thị để uống cái hộp sữa trở thành người khổng lồ kia. Không là có người vào mua, mất thì tôi sẽ mãi mãi trở thành người Tihon như thế này. Hộp sữa màu xanh ngọc sẽ là hộp sữa trở thành người khổng lồ. Ôi dồi ôi, bây giờ nó to quá, chả biết là tôi có uống được không nữa. Uống nào. Uống nào. Oh my god. Các bạn nhìn tôi mở xe này. Uầy, đó chính xác là cái hộp sữa trở thành người khổng lồ rồi. Bây giờ cái cơ thể của tôi cao chập lóc nhà lấy luôn này. Giờ mà còn hộp sữa khổng lồ nữa tôi uống là tôi sẽ cao chập trời luôn đó. Uầy, không biết bây giờ là tôi có thể ra ngoài được nữa không đây. Tại vì là cái cánh cửa này nó bé quá, tôi có đi ra ngoài được không đây. Ôi giời ơi, bây giờ tôi không thể di chuyển được luôn nè. Tại vì là cái đầu của tôi nó mắc trên cái mái nhà này rồi. Chỉ còn một cách cuối cùng, đó là bây giờ tôi phải lấy cách có bom và tôi lém ở đây để cho tôi bắn một phát sang Tây Ban Nha thôi. Được rồi, lém vào chân này để xem là tôi sẽ bắn đi đâu đây. Ôi giời ơi. Ê, trời ơi, tôi vẫn ở cái vị trí này thì bây giờ tôi sẽ ra ngoài kiểu gì đây? Một quả, hai quả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bắn sang Tây Ban Nha. Và tôi đã... Ơi giời ơi, tôi vẫn chưa thể bay ra ngoài được kìa. Một quả cuối cùng. Một quả cuối cùng, tôi vẫn chưa thể ra ngoài cái quả tòa nhà siêu thị này.
Ngay cả đến mấy cái cục tiền của tôi bây giờ nó cũng biến thành mấy cái cục tiền khổng lồ, thấy chưa? Ở trong thành phố này làm gì có cục tiền nào mà to giống cái cục tiền này của tôi. À đây rồi, tôi có thể di chuyển được rồi. Bây giờ chắc chắn là tôi có thể ra ngoài được, di chuyển được. Nhưng mà tới cái cánh cửa này thì nó lại thấp hơn, tôi lại không thể ra ngoài được rồi. Cuối cùng là tôi cũng đã thoát được khỏi cái tòa nhà siêu thị kia. Các bạn nhìn tôi mở sen này. Nào, thấy tôi đẳng cấp chưa? Bây giờ mấy cái tên đút ở cái thành phố kia, nó khổng lồ, nó to tới đâu, nó không bao giờ có thể to hơn tôi được. Tôi là người to nhất cái thành phố này rồi. Bây giờ ai nhìn thấy tôi cũng phải sợ, phải gọi tôi là đại ca thắng TT ở cái thành phố bất ổn này. Mấy cái tên trẻ trâu kia cứ đi qua tôi, nó phải ngước nhìn thấy tôi nè. Ai cũng ngước nhìn tôi hết. Được rồi, bây giờ là tôi sẽ cho các bạn xem sức mạnh khi mà trở thành người khổng lồ. Mấy cái tên nhãi danh này tôi sẽ phi tiền, tôi bắn tiền cho từng đứa. Ôi, một cục tiền khổng lồ. Ôi giời ơi, thêm một cục tiền khổng lồ nữa rơi vào cái tên áo đỏ này. Nhặt tiền đi, chạy đi đâu. Bây giờ tôi to như này, chắc là cái ô tô này không thể đâm được tôi đâu. Lại còn phải chạy đi chứ. Lại cứ lang thang ở đây, tôi nhắm một phát là bẹp dí luôn. Đây nè, chiếc ô tô này tôi sẽ phi cho các bạn xem. Phi vài cái thôi là ô tô này nó sẽ lổ tung. Hình như là tiền của tôi là mềm quá nên là ô tô này không bị lổ tung rồi. Đây rồi, mấy cái tên nhãi danh này đi rồi. Phi cho nó cọc tiền này. Ra đây, anh sẽ phát cho mỗi người một cọc tiền luôn. Ui, các bạn nhìn mà xem, khi mà cái cọc tiền này trúng vào cái tên đút đút này là nó sẽ bay hàng trăm cây số luôn. Bay đi. Đó, thấy chưa? Bay xa chứ. Ui, tên kia bay xa hàng trăm cây số luôn kìa. Đây, đầu này là có rất nhiều luôn. Tôi sẽ phi thể lực, phi đến khi nào mà tôi không còn tiền nữa thì thôi. Nhưng mà tiền của tôi to như thế này mà sao vẫn phi không thì trúng nhở? Trúng một tên rồi. Ui, bay xa quá nhở. Còn những tên khác mà không trúng thì lại chạy nhanh quá nhở. Bây giờ là cảnh sát đến đây để bắt tôi rồi. Nhưng mà tôi sẽ chiến đấu lại các cảnh sát này. Nè. Này thì cảnh sát nè. Cảnh sát vào đây. Hai tên này không biết chạy đi thế là vạ lây toi luôn. Nè. Ui, nhưng mà khoan đã. Bây giờ tôi khổng lồ như thế này rồi, cảnh sát vẫn có thể bắt được tôi đó. Lên là tôi sẽ cầm cái đàn này, tôi quăng một phát cho cảnh sát bay hàng trăm cây số đi. Bay đi. Ui, tại vì là tôi khổng lồ quá nên là bây giờ tôi không thể oánh được cảnh sát này rồi. Không thể oánh tới cái chú cảnh sát luôn, bởi vì tôi cao quá. Ui, hai chú cảnh sát đã đuổi theo tôi rồi. Bởi vì tôi khổng lồ nên là tôi chạy cũng rất là chậm nữa. Không như lúc nãy, tôi là người tí hon, tôi chạy thì rất là nhanh. Còn bây giờ tôi chạy chậm như là một con rùa vậy. À, đường cao tốc đây rồi, đã tôi xem. Bây giờ tôi là người khổng lồ, mấy cái ô tô này có còn đâm được tôi không? Tôi sẽ cho các bạn xem sức mạnh của tôi để đâm ô tô. Ui, hỏi chấm. Cái chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Rõ ràng tôi là người khổng lồ rồi, nhưng mà tôi vẫn bị cái ô tô con này đâm mà. Mấy cái ô tô đồ chơi này, chắc lấy là lỗi thôi. Đó, ui, ô tô kia nghèo nha, đâm hai cảnh sát nha. Đây rồi, đầu này có một ô tô chở xăng này. Nào, nè, ủa, phải chấm. Tại sao tôi người khổng lồ như vậy rồi mà tôi vẫn không phá nát được mấy cái quả ô tô này? Xe nai cứng hơn. Đấy, bây giờ tôi biết thì ra trở thành người khổng lồ thì sức mạnh là cũng chỉ tăng lên một chút thôi. Là người khổng lồ hay là người tí hon thì cũng chán. Bây giờ tôi chỉ muốn trở thành người bình thường thôi. Vâng, trời đã tối rồi nhưng mà tôi vẫn ở ngoài đường. Bởi vì là tôi khổng lồ quá, tôi không thể chui vào nhà được. Tôi phải ngủ ở ngoài đường. Nên là đừng có ai ước trở thành người khổng lồ như tôi nha. Thôi bye bye các bạn, bây giờ là tôi phải đi ngủ đây.